Chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Bực Lửa Quý Tộc. Hôm nay mình lên tiếp con đu bông lai 2 dòng cách bay. Dòng cách bay này thì form nó lùn hơn cái dòng lai 2 nha. Chiếc này tình trạng là hàng trưng bày gần như mới, mạ bạc vân sọc vân kẻ sọc. Anh em mua hàng thì vui lòng xem kỹ video giúp mình nha, mình quay rất sát nha, rất sát và gần chậm để anh em xem kỹ từng chi tiết nha. Còn đầy đủ hộp sổ nha. Rất là mới nha. Không có cứng một chỗ nào hết nha. Nó bóng quá, điện thoại nó không lấy lén được, nó cứ giật giật. Được sáng bóng mà không có chảy xước cái này nha. Rất là đẹp. Con này thì âm thanh rất là hay. Để vào tay trường nó khó đó. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.